Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn ạ, trước máy quay của chúng tôi ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe hạng B ở cái phân khúc sedan mà chúng tôi vừa mới mua về được đây ạ. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này chúng tôi vừa mới mua về là tôi lại đem ra tôi quay làm video lên đây cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Đấy, chiếc xe này đó chính là chiếc xe Toyota Vios, chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và đã lăn bánh được hơn 5 vạn km rồi. Và chiếc xe này là màu vàng quý vị các bạn nhé, phiên bản G. Phiên bản G là cái phiên bản đầy đủ hết tất cả option rồi, phiên bản cao cấp nhất rồi. Và cũng xin giới thiệu với quý vị và các bạn, nhận biết một chiếc xe bản E hay bản G thì nhìn vào cái phần đằng trước đây, quý vị và các bạn thấy được luôn, nó là bản E hay bản G. Đấy, bản G thì nó đã được trang bị đèn pha bi xenon đây nhá quý vị các bạn nhá. Đây, cái bộ đèn này nó là đèn pha, là đèn bi này. Đấy là cái phiên bản G. Nếu như nhìn về đằng trước là phiên bản E nó chỉ là đèn bình thường thôi, halogen bóng thường thôi, chứ nó không phải là cái phiên bản đèn bi đây ạ. Đây là có đèn bi là nó phiên bản G quý vị các bạn ạ. Và nó cũng giống như tất cả những cái xe khác chúng tôi mua về là chúng tôi đem ra đây là chúng tôi quay, chúng tôi giới thiệu luôn cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Đây chính là cái phiên bản G đây quý vị và các bạn nhé. Phiên bản G này, Toyota Vios phiên bản G. Xe cũng đã được chủ xe lắp thêm màn hình Android. Android rất là to và camera lùi có cả đây rồi. Đấy, nhìn tổng thể về cái phần bên ngoài thì là nó cũng có xước sát đôi chút ạ. Đây thưa với quý vị và các bạn ạ, nó cũng xước sát đôi chút do chủ xe đi lại thôi. Còn chúng tôi mua về thì là tôi vừa mua về là tôi đem ra đây tôi quay luôn, giới thiệu luôn cho quý vị và các bạn cùng xem đấy ạ. Tôi còn chưa rửa cơ ạ. Đấy, có sao là tôi cứ quay lên như vậy, giới thiệu lên như vậy cho quý vị và các bạn cùng xem đó ạ. Đấy, để quý vị và các bạn nếu như có nhu cầu thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi để xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios G2016 này thì xin hãy vui lòng liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Và chúng tôi cũng mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Vios G2016 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Mời quý vị và các bạn tiếp tục xem tôi quay chi tiết về chiếc xe Toyota Vios G2016 này ạ. Đấy, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi ạ. Đây, xin giới thiệu chi tiết với quý vị và các bạn, tôi sẽ quay sát cho quý vị và các bạn cùng xem về cái phần ngoại thất của chiếc xe. Đấy, tuy là nó có xước sát nhưng mà nó cũng rất là nhỏ nhẹ thôi. Đây, thưa với quý vị và các bạn, và nó còn bẩn cơ, những cái vết như thế này này, tôi quay sát và mới thấy là nó bẩn đấy ạ. Chỉ cần đánh bóng là nó hết, chứ còn không cần phải sơn chi hay là dọn dẹp gì đâu. Vì chiếc xe này chúng tôi mua về cái là tôi quay luôn, mua về cái là tôi đem ra đây tôi quay luôn đấy, vừa mua lúc sáng nay. Cho nên là tôi đem ra đây là tôi quay luôn cho quý vị và các bạn này cùng xem. Sau đó thì tôi mới đem đi dọn dẹp đánh bóng gì. Vì nói thật với quý vị các bạn, chúng tôi làm những chiếc xe như thế này trên thị trường có thể nói là gọi là xe cỏ. Cho nên là chúng tôi cũng muốn tiết kiệm chi phí, mua về xong cái là bán được luôn, là lãi vài triệu cũng bán. Cho nên là không đầu tư vào nhiều, không cần phải dọn dẹp nhiều. Và mục tiêu của chúng tôi là mang đến cái giá thành nó tốt nhất cho quý vị và các bạn ạ. Tại vì bây giờ quý vị và các bạn bỏ tiền ra mua một chiếc xe, quý vị và các bạn cũng tham khảo rất là nhiều, chỗ nào rẻ quý vị và các bạn mới mua. Còn nếu như mà nó cao, nó đắt thì là quý vị và các bạn không quan tâm đâu ạ. Cho nên là tôi sẽ tiết kiệm làm thôi, và để cho cái xe mà đến tay ra quý vị và các bạn giá thành nó phải cực kỳ rẻ, cực kỳ tốt. Và chúng tôi cũng lợi nhuận thì cũng ít thôi, cũng được, không cần phải cao lắm, mua nhanh bán nhanh là được rồi. Đấy, đây thưa với quý vị và bạn, đằng sau này nó có xước sát đây quý vị các bạn nhé. Đấy, đây là những cái vết xước từ ba đợt sốc sau này. Tôi có thế nào là tôi quay như thế vậy, chứ tôi không phải che giấu giếm gì cả. Đấy, xước sát như thế nào là tôi quay luôn như thế vậy ạ. Đấy, và cái dàn lốp này thì là chiếc dàn lốp này là chủ xe đã thay lên dàn lốp thứ hai rồi quý vị các bạn nhé, vừa thay xong lên dàn lốp thứ hai rồi. Thì còn dàn lốp nguyên bản theo xe từ 2016 đến bây giờ thì cũng đã phải thay, vì nếu như mà đi ít thì cũng đã hết cái tuổi thọ của dàn lốp rồi. Đấy, đây là cái phần ngoại thất bên ngoài. Ngoại thất bên ngoài thì không có cái gì là đáng kể cả, chỉ có xước sát nhỏ nhẹ thì chúng ta có thể
đánh bóng, đánh bóng thì cũng hết, một vài chỗ thì có thể sơn đi là hết. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước vào cái khoang nội thất của chiếc xe. Xe cũng đã được trang bị cái màu nội thất đó là màu kem. Và cái điều quan trọng mà chúng tôi muốn giới thiệu cho quý vị các bạn, cũng như chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn, là chiếc xe này nó keo chỉ còn nguyên bản hết này. Keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản ạ. Đây là cái phần táp bi cửa trước bên lái này, táp bi cửa này rất là đẹp, và chủ xe cũng đã dán giả carbon đấy quý vị các bạn nhé. Những cái táp bi cửa này, những cái chỗ cần số đấy là chủ xe cũng đã dán giả carbon, vừa chống xước vừa trang trí cho nó đẹp ạ. Tất cả những cái ốc bản lề cánh cửa này là còn nguyên ạ. Xe cũng đã được trang bị gương chiếu hậu là gương gập điện này. Đấy, gương gập điện rồi quý vị các bạn nhé. Vành đây à, vô lăng đây ạ, vô lăng cũng còn rất là đẹp, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng. Đấy. Đây là cái phần nội thất, đây là cái bộ ghế da này. Bộ ghế da cũng còn rất là mới. Màu kem này là phải đi giữ gìn thì nó mới mới, nó mới sạch sẽ đẹp đẽ, chứ không là nó sẽ rất là xấu bạn ạ. Và đây nữa là cái tem của nhà sản xuất đây quý vị các bạn ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2016. Đây, đây là cái năm sản xuất năm 2016 tại Toyota Việt Nam. Đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, sản xuất năm 2016 đấy ạ. Đấy, sau đây thì tôi lại giới thiệu cho quý vị các bạn xem cả về cái phần nội thất phía sau. Đây là cái táp bi cửa phía sau bên lái. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết ạ. Thưa với quý vị các bạn, keo chỉ là còn nguyên hết đấy ạ. Đấy. Táp bi rất là đẹp này. Ốp cả giả carbon này, vừa đẹp này, vừa đỡ chống xước này. Quý vị các bạn nào mà không thích những cái này thì về bóc ra thì nó lại là như mới ạ. Ốc bản lề cánh cửa này cũng còn nguyên này. Đấy, nội thất đằng sau này rất là đẹp ạ. Những cái bản G này thì nói thật với quý vị bạn, không mấy ai mua bản G để chạy dịch vụ cả. Bản E thì chạy dịch vụ rất là nhiều, nhất là bản E số sàn thì là chạy dịch vụ rất là nhiều nhá. Nhưng những chiếc xe mà bản G này là không hay chạy dịch vụ đâu. Và chủ xe thường là mua bản G này là những cái người trung tuổi trở lên rồi. Người ta hay mua bản G để đi, để sử dụng. Và đi thì lại rất là giữ gìn. Đây, tôi sẽ bật cái đồng hồ này lên cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Đấy, đồng hồ chiếc xe này lăn bánh được 5.4 km rồi. Đấy, 5.4 km. Và chủ xe đã lắp lên cái màn hình Android giải trí thông tin đa phương tiện cực kỳ to đấy ạ. Nếu như ngồi đằng sau này nhìn xem cũng còn rất là rõ, chứ chưa nói là đằng trước ạ. Đấy, cái màn hình giải trí đa phương tiện này. Tất cả các ứng dụng từ xem video cho đến bản đồ dẫn đường này, cho đến YouTube này. Đấy, YouTube này, bản đồ dẫn đường này, nó y như một cái điện thoại máy tính bảng thông minh đấy ạ. Đấy, cực kỳ là tiện lợi. Và điều hòa đã được trang bị là điều hòa auto. Nó khác với phiên bản E nhé, phiên bản E là điều hòa cơ thôi, nhưng mà phiên bản G thì này nó hơn là cái điều hòa tự động này. Ghế da sẵn nguyên bản theo xe này, không phải lắp thêm như bản E là bản thiếu. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn đấy ạ. Cần số này rất là đẹp này. Đấy, đây là cái cần số rất là đẹp này. Và chủ xe đã ốp thêm cái phần này, dán thêm cái phần này, carbon này ạ. Chúng tôi vừa mới mua về còn chưa có dọn dẹp gì cả, nó còn bẩn nguyên đấy. Thậm chí là còn rửa, tôi còn chưa rửa cơ ạ. Thậm chí là rửa, chúng tôi còn chưa rửa về chiếc xe này. Và đây là cái phần cốp sau của xe nhé. Đây, cốp sau của xe này. Ốc cốp sau này cũng còn nguyên bản hết, keo chỉ còn nguyên bản hết ạ. Chúng tôi cam kết là keo chỉ nguyên bản hết ạ. Keo chỉ nguyên bản, đây là cái dây điện mà chủ xe độ thêm cái phần camera đấy ạ. Camera, màn hình là độ thêm. Đấy. Cốp sau thì rất là rộng và rất là đẹp đấy nhá. Tuy là chúng tôi mua về chưa rửa thì nó hơi bẩn một chút thôi, chứ còn nếu như dọn dẹp đi là nó đẹp mà mới lắm đấy. Này, đồ của chủ xe này tôi còn chưa dọn ra. Cái lớp sơ cua này cũng hạ rồi nhá quý vị các bạn ạ. Hạ rồi đây này, nhưng nó hơi bẩn. Dọn dẹp đi cái là ok ngay ạ. Đấy, đây là cái phần cốp sau phiên bản G đấy ạ. Cụm đèn này rất là đẹp này, rất là mới. Nói là chủ xe đi cũng biết giữ gìn đấy ạ. Đây là cái táp bi cửa phía sau. Táp bi cửa phía sau bên phụ đây, đều dán carbon này. Ốc bản lề này. Đấy, nội thất thì rất là đẹp rồi. Màu kem này thì phải giữ gìn thì nó mới đẹp được như thế này ạ. Và đây là chiếc táp bi cửa trước bên phụ ạ. Cũng giống như những chiếc táp bi cửa kia thôi. Từ keo chỉ này, keo chỉ còn nguyên bản này. Tất cả còn nguyên bản hết ạ.
có cái màn hình Android thông minh kia, nhìn cái xe nó hiện đại hơn hẳn luôn đấy. Tabi Tablo rất là mới, rất là đẹp luôn đấy. Ngoại thất thì cũng tương đối là đẹp rồi, và cái phần nội thất thì lại rất là đẹp. Và sau đây thì chắc hẳn là quý vị và các bạn đang quan tâm xem cái phần này, máy móc động cơ như thế nào nhé. Thì tôi sẽ cho quý vị và các bạn cùng xem. Mời quý vị và các bạn, tôi sẽ mở cái nắp capo này lên cho quý vị và các bạn cùng xem này. À quên đấy nhé, quay lên đây mới giới thiệu cho quý vị các bạn, chủ xe cũng đã lót sàn hết rồi đây nhé. Lót sàn da rồi đấy. Dán phim lót sàn da rồi, cho nên quý vị và các bạn mua về thì cứ yên tâm mà sử dụng thôi, không phải thêm cái gì cả, không phải mất tiền nữa. Thưa với quý vị và các bạn, ở cái phiên bản 2016 thì nó có hai loại quý vị và bạn nhé. Có thể nói là máy cũ và máy mới, nhiều người hay gọi là máy cũ và máy mới đấy ạ. Đầu năm 2016 thì nó là máy cũ, máy cái nắp này nó màu đen này, và động cơ của nó là động cơ VVTi không thôi. Nhưng ở cuối năm 2016 như chiếc xe này đây thì nó lại là máy mới, máy đua VVTi rồi ạ. Đấy, ở 17 thì không phải nói rồi. Như đời 2016 nó hai loại nhé, quý vị các bạn phân biệt rõ ràng nhé. Bây giờ nếu như quý vị các bạn ngồi ở nhà mà tham khảo ở trên mạng xem là người ta giới thiệu, người ta quảng cáo bán cái xe 2016, tại sao thắc mắc là sao lại có những chiếc xe giá cao thế, có những chiếc xe lại giá thấp thế, thì chiếc xe thấp là nó có thể là đầu năm 2016 nhá, máy cũ quý vị các bạn ạ. Máy cũ máy mới cho nên giá nó cũng chênh nhau một vài chục. Đấy là cái chuyện hết sức bình thường. Và ở chiếc xe này thì tôi giới thiệu cho quý vị và các bạn luôn đấy, nếu như những salon khác thì có thể người ta phải dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ lên thì người ta bắt đầu quay ra chụp ảnh người ta đăng bán. Nhưng tôi mua về thế nào là tôi đem ra luôn, tôi quay luôn cho quý vị các bạn cùng xem này. Sau đó rồi có khả năng tôi có thời gian tôi mới đi dọn dẹp, còn nếu như không là tôi cứ để yên đây tôi bán đấy. Đấy, vì là nó thật luôn quý vị các bạn ạ. Đây này, động cơ này, từ những cái ốc mặt máy này, ốc chân máy này còn nguyên này, cam kết là máy móc nguyên bản này. Đấy, máy móc nguyên bản và rất sạch sẽ đẹp luôn này. Vì thưa với quý vị các bạn, ở những chiếc xe Vios ấy, ở bản E nhất là bản số sàn là hay chạy dịch vụ, thì máy móc mà chạy từ năm 2016 đến bây giờ thì mà chạy dịch vụ thì cũng kinh khủng lắm rồi. Nhưng ở cái phiên bản G thì phần lớn là dân chạy gia đình thôi, không dịch vụ, không làm gì cả, thì chạy rất là ít và nó lại rất là đẹp luôn. Đấy, và cái ắc quy này lại còn mới thay cơ. Đấy, mới thay từ năm 2020 đây quý vị các bạn ạ. Đấy, cho nên là quý vị các bạn mua chiếc xe này về thì cũng cứ yên tâm và chỉ việc đổ xăng vào mà chạy thôi, không phải làm bất kỳ một cái gì nữa. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios 2016 máy mới này, bản G, thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi, để ở dưới góc bên phải, phía dưới góc bên phải màn hình của quý vị và các bạn ấy là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Vios G 2016 máy mới này. Và chiếc xe này thì tôi đang chào bán với giá là 454 triệu đồng. Vâng, thưa với quý vị các bạn, chỉ 454 triệu đồng thôi, quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe Toyota Vios G 2016 máy mới này ạ. Và chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị các bạn trong vòng 5 năm với lãi suất cực kỳ ưu đãi, vay lên đến 70% giá trị của xe. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Chúc quý vị và các bạn luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc ạ. Và xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.